Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Đi Đến Đây. Hiện tại là khoảng 9:30 tối. Em sẽ cùng mọi người dạo quanh thành phố Long Xuyên. Lúc bây giờ này coi thành phố Long Xuyên hiện tại có đông đúc hay là vắng vẻ. Và chúng ta sẽ khởi hành. Hiện tại chúng ta đang trên con đường Hàm Nghi thuộc địa phận phường Bình Khánh. Chúng ta sẽ rẽ trái thì ra chào quốc lộ 91, còn tên gọi ở đây thì người ta gọi là Trận Đạo. Và chúng ta đã đến đường Trận Đạo. Nếu mọi người rẽ trái thì sẽ đi hướng về cho gã ba Lộ Tẻ Chi Tôn. Còn rẽ phải thì hướng về trung tâm Long Xuyên. Hiện bây giờ chính vì gửi rồi, đường phố cũng vắng vẻ bớt rồi. Rồi chúng ta đến đèn đỏ rồi. Trước màn hình cô chú anh chị là cây cầu Nguyễn Trung Trực, ngày xưa còn gọi là cầu quay. Cầu chúng ta đang đi trên là cây cầu được xây dựng sau rồi. Còn cái cầu mà trước nữa thì nằm ở phía dưới kia. Rồi chúng ta đã qua đến địa phận phường Mỹ Bình nè. Ở đây thì cũng phường Mỹ Bình thì thành lập cũng lâu rồi. Nếu mọi người rẽ trái thì sẽ đi xuống vào Hồ Nguyễn Du, còn đi thẳng nữa thì xuống phường Mỹ Long, thằng Mỹ Xuyên tới đè ngã tư đè Bốn Ngọn. Hả? Có quà tối dưới kia là anh chị hẳn xuống dưới nữa. Hôm nay giúp người ta không biết đường. Đường phố 9:30 thì cũng còn đông đúc, mà không biết mấy cái chỗ mà ăn uống vui chơi người ta có đông đúc không. Nhưng mà hiện tại mấy cây xăng thì đóng cửa rồi. Đường phố về đêm thì lúc mà gần 10 giờ thì ít xe cộ nên chạy thoải mái. Mát giờ hồi này mát mẻ hơn. Nếu mà bây giờ thời tiết ở Việt Nam rất là nóng nực, nhiệt độ trên 30 độ C, trên 30 độ C. Bây giờ không biết. Mấy cửa hàng bây giờ cũng sắp sửa đóng cửa. Ngày xưa ở đây có nhà may Cẩm Hồng. Không biết mọi người có biết không vậy? Chúng ta đã qua mũi tàu rồi. Chúng ta đã đến ngã ba Dường Chầu. Còn quẹo phải vô nhà đèn. Đường đó vô nhà đèn.
bên tay phải mọi người hồi xưa là bệnh viện Quân Dân Y, bây giờ được bên cơm mua hay thuê không biết, mình xây dựng lên thành trung tâm thương mại. Chúng ta đến cây cầu Hoàng Diệu, ngày xưa là tên gọi là Henry, còn từ chào Pháp nữa. Phía bên tay phải của chú anh chị là phố ẩm thực Liên Long Xuyên thuộc phường Mỹ Xuyên. Chúng ta đi qua đường bên tay phải là nhà thờ Chánh Tòa, ở phía sau ở đây phố đi bộ Long Xuyên. Giờ này rất là đông đúc với trẻ ăn uống. Giờ này thì mấy tụi trẻ con thì không thể nào thức khuya được nên đường phố phố đi bộ Long Xuyên rồi vắng rồi. Giờ này cũng còn khá đông người dạo phố, chắc thời tiết nực nội nên mọi người ra đường chạy cho nó mát mẻ. Con đường này tên là Đoàn Văn Thối. Đây là ban đêm con đường, con đường ban đêm con đường Lê Minh Quân. Giờ này gần 10 giờ nên quán ăn quán này nọ ta đóng cửa ngủ rồi, chỉ có về quán thì còn kinh doanh. Là tính ở chỗ này là chợ Mỹ Long, có cái đình Mỹ Phước. Đi xe đó nhanh không nhanh, đi thẳng rồi không biết đường một lần luôn. Rồi chúng ta đi thẳng
Bây giờ thì đây là phố ẩm thực ở Lâm Ngương, cũng còn rất là nhiều quán bán đồ ăn. Buổi sáng thì không có bán. Chúng ta đã phải qua con đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa là con đường nó gọi là Đại Lộ Tự Do. Sắm về bên đêm. Ở đây là một ngôi nhà rất cũ rồi. Ngôi nhà này rất là lâu đời. Chúng ta qua giao lộ con đường Hồng Vương. Phải của chú anh chị là ngôi trường Long Phổ Thông Long Xuyên, ngày xưa là trường quân sự. Em nghe người lớn nói chứ em đâu có biết được ngôi trường đó như thế nào. Đèn bốn ngọn, quý đèn bốn ngọn có từ thời nào? Sẽ đến Mỹ Hòa và đi tiếp nữa sẽ đến Thọ Sơn. Hai bên đường thì rất là nhiều nhà cửa hàng kinh doanh, hầu như là chỗ nào nhà nào cũng kinh doanh hết. Phía bên tay trái của chú anh chị là ngày xưa là khu nghĩa địa, hiện tại thì là một dãy nhà mặt tiền rất là có giá trị. Ở phía trong là bây giờ là ngôi chợ của Mỹ Xuyên. Sợ mà lỡ đường 10 giờ trưa tối không có quán nào mà bán đồ. Nếu chúng ta rẽ trái thì sẽ đi vào con đường Ung Văn Khiêm. Đường đó thì dẫn vào bên Đại học An Giang và bệnh viện Trung tâm Đa khoa An Giang, bệnh viện Đa khoa An Giang.
chế tình trạng kẹt xe, nhưng mà cũng có thời điểm thì kẹt xe, nhưng mà lúc giờ đang làm. Chúng ta đã đến cái cầu Ông Mạnh. Nếu mọi người mà đi thẳng là sẽ vô phường Mỹ Hòa, rồi chúng ta sẽ rẽ phải đi qua con đường Nguyễn Hoàng, con đường rất là rộng rãi. Thôi, video dạo lúc mà gần 9 giờ mấy, gần 10 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người một đêm thật là ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.